hi các bạn, bây giờ mình đang ở trước cái cửa tiệm Dollar Tree này. Cửa hàng này thì chỉ bán đồ $1 thôi các bạn. Bữa giờ mình bận quá không có được rảnh làm clip nấu ăn nên mình đi review các cửa tiệm ở Mỹ cho các bạn xem. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ subscribe kênh của mình và like giùm mình nha. Bạn cũng theo chân mình nha. Cửa hàng Dollar Tree này là chuyên bán đồ $1 thôi các bạn. Bây giờ đang mùa lễ Halloween đó, nên họ bán rất là nhiều đồ trang trí Halloween. Rất là đẹp các bạn. Và rẻ nữa, có $1 à. Đây là mấy con ma. Nhìn hài và cũng vui vui ha các bạn ha. $1 thì tính ra ở bên Việt Nam mình cũng là hai mấy ngàn rồi. Thì tính ra ở đây cũng đâu có đến nỗi là đồ không chất lượng đâu. Các bạn nhìn mấy con này dễ thương nhé. Đây là hình vỗ xương các bạn. Nhìn mắc cười các bạn. Cái này buổi tối nó sáng đèn á. Lạ. Cái này là vỗ xương mấy con thú. Ở đây á, Mỹ nó hay thích trang trí nhà cửa. Họ mà mình thấy họ rất là dư tiền các bạn. Tới mùa là họ cứ mua đồ này cứ để trang trí nhà cửa. Cái ly này mắc cười quá. Mình nhìn mấy cái này á, buổi tối về á, nhìn khi mình nằm mơ á. Mình nhìn nó cũng là lạ hay hay. Còn ở đây là đồ cho Noel các bạn. Cũng sắp tới Noel rồi đó nên họ bán luôn đồ trang trí cho Noel luôn. Giáng sinh luôn các bạn. Mấy cái bông này dễ thương. Bông này mình để cắm hoa đẹp. Cái đồ để treo trên cái cây thông này dễ thương quá. Còn cái hình bọc tuyết này dễ thương ghê. Hai mấy ngàn tính ra tiền Việt Nam cũng đẹp lắm các bạn. Cái chú cái này gọi là chú gì ta? Cái này của bên London á. Còn hồi nhỏ mình coi phim hình hay thấy mấy con chú lính. Đúng rồi, chú lính đây nè. Chú lính gì hả? Dễ thương nha các bạn. Bông tuyết này cũng đẹp nè. Cái này là hàng đồ chơi các bạn. Đây rất là nhiều đồ chơi mà có $1 thôi. Cái gì cũng có hết. Siêu nhân nè, xe này. Mấy cái xe này là cháu mình khoái lắm này. Có $1 thôi các bạn. Cũng rẻ. Nếu mà muốn mua đồ chơi rẻ thì các bạn có đến cái cửa tiệm này thì rất là nhiều đồ chơi rẻ luôn, $1 luôn. $1 được 3 chiếc xe. Thì thương quá. Đây là bên này là dành cho con trai. Thú nè, xếp hình nè. Gì cũng có, máy bay. Đây là dành cho con gái nè. Búp bê. Thì thương quá. Đô, một đô. Cái Barbie này không có được đẹp lắm nhưng mà cũng chấp nhận được các bạn. Bên này tiên cá. Đây rất là nhiều đồ chơi các bạn, đồ chơi gì cũng có hết á. Đây là mấy cái hình con hình số để sinh nhật này. Ai mà sắp tới sinh nhật thì vô đây mua mấy cái số này này. Bong bóng gì cũng có. Bong bóng này.
đèn cầy đẹp các bạn. Bên này sẽ là những cái đồ dùng học tập, đây là những cái chuyện những cái vợ để mình cho bé tập tô màu á. Một đô hơi rất là nhiều các bạn. Mẹ nào mà muốn mua những quyển tập tô màu cho bé thì cứ vô đây mua. Chuyện tranh đồ cũng có. Này là mấy cái đồ dùng học tập. Cái dạy này là đồ dùng học tập hết này. Kéo. Rồi keo. Gom. Cục tẩy nè. Giấy nè. Máy ghi chú. Máy tính gì cũng có các bạn. Cái bình thủy tinh. It's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. Quầy đồ nhựa. Này là chắc mấy chị nội trợ rất là thích này. Đó. Bán những cái đồ nhựa. Thúng, này kia, thau. Một đô thôi. Rất là rẻ. Nhưng mà mình thấy cũng sai được các bạn. Cái này mình để mình mua mình đựng nước này kia. Mấy cái đồ lặt vặt á, mấy cái nếu như mình lấy mấy cái thùng này kia nè, đựng nước này kia để lau xe này kia đó, thì có bán cái thùng rất là nhỏ này nè, rẻ, thùng rác, thau này, thau này cũng đẹp như thế này, để hỏi ra cái mẫu mới này đẹp như thế này, để mình đựng mấy cái đồ lặt vặt này. Dạy này á là cái đồ cho chó, thức ăn cho chó này kia. Ở đây họ rất là thích nuôi chó các bạn. Bán đầy đủ đồ cho chó hết á. Đồ ăn cho chó nè, rồi đồ chơi nè. Những dụng cụ dành cho chó nè, sức chó nè. Cái banh cho chó nè. Họ có bán mấy cái đồ mà để cho mấy con chó nó cắn á, nó cắn để nó đỡ bị nó đỡ, nó đang mọc răng á, mấy con chó nó hay bị ngứa răng đó, họ bán mấy cái đồ này cho mấy con chó nó cắn để mấy con chó nó không có cắn mấy cái dít, mấy cái dít, mấy cái đồ dùng trong nhà mình á. Chó. Còn mấy cái này là vật dụng trong nhà, keo dính sắt nè, nhờ keo băng keo này kia. Dụng trong nhà, mấy cái dán móc dán tường. Các bạn biết cái này là gì không? Cái này là cái cây để thông ống cống á, thông vô cái ống bịt nghẹt á. Ta mua cái này để thông cái ống. Oh, có bán chìa khóa nữa các bạn. Dụng xe hơi, dụng sơn nhà, thước này, có mấy cái bán mấy cái cục thơm để trong xe á, mấy cái mùi thơm này, đồ. Bên này là về xe hơi, bán đèn, dụng cụ điện. Cái đèn dễ thương. Đèn hình đồ chơi. Để cho mấy bé nó thích lắm. Bên đây là đồ điện
tử, tai phone này kia. Tai phone tím. Có bán ốp lưng này kia các bạn. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody, when I dance on your fly, cause I know what you don't, it is me. Boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that push me on you and I don't see what you're seeing? I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh, no, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody, when I dance on your fly, cause I know what you don't, it is me you adore. Nấm sợ này kia, bình sợ. Nổ thuốc nha các bạn. Đủ cái loại thuốc, băng keo, thuốc gì cũng có hết. Chỉ đau đầu, cảm, ho, mũi, sốt. Đây có bán sơn móng tay với lại mỹ phẩm nha các bạn. Nhưng mà mình không có biết mấy cái mỹ phẩm này có xài được không. Nhưng mà mấy cái này có một đô à, nên mà mình không có hay mua mấy mỹ phẩm ở đây. Mà mình cũng thấy có người xài các bạn. Mấy cái son môi. Pizza đông lạnh. Đây là quầy đồ ăn đông lạnh các bạn. Đồ đông đá mà. Khu này là toàn bán những cái đồ dùng nhà bếp trong nhà. Ngoài ra thì còn có bán đồ ăn nè, bánh kẹo, nước này kia. Rất là nhiều loại bánh kẹo các bạn. Mà mình không có quay hết được. Bên này là bán đồ ăn, gia vị, tôm ớt này kia, nhiều lắm. Những cái đồ lặt vặt này á, các bạn nếu mà muốn mua thì cứ vô đây mua. Tại vì nhiều khi mấy cái đồ lặt vặt này á, nó rẻ. Đây là cái phần mà mình thích nè. Mấy cái ly thì dễ thương quá, nhưng mà rẻ, có một đô thôi. Mấy cái đồ sứ này mình rất là thích. Mày hỏi về nhiều mấy cái ly dễ thương. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Got to the bone, it's broken up.
bên này là mấy cái đồ nhựa các bạn, mấy cái hộp nhựa rất là nhiều. Đây là những cái ly nhựa để đựng nước á, để mình đi học đi làm này uống được, hoặc là mua cho mấy bé để mấy bé đem theo đi học được nè, dễ thương á, nhiều kiểu các bạn. Đây mình cho bé đi đi học. Có bán cái này để đựng trái cây á, để ráo nước á, để trong tủ lạnh được nè. Này cũng hay đó. Cái hộp này nó có một cái có hộp nhựa trong nữa để ráo nước. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and embrace the love we found for you. Bây giờ mình mới vừa về tới nhà các bạn. Mình đã mua được cái hộp này để mình đựng trái cây hoặc là mình đựng rau á, cho nó không có bị nhiễu, không có bị nước các bạn, bị dính nước á. Thì rất là nhiều, họ bán rất là nhiều đồ nhưng mà toàn là mấy cái đồ lặt vặt nhỏ nhỏ không mà, nên mình không có quay được hết, mình chỉ quay được sơ sơ như vậy thôi. Bạn nào mà muốn mua cái gì thì tới cửa, thì cứ tới cửa tiệm đó hỏi người ta có bán không thì ta sẽ chỉ cho các bạn nha. Nếu mà các bạn thích kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye, xin chào các bạn.